có muốn đến làng của tôi không? Làng của tôi cũng có rất là nhiều người bạn đam mê âm nhạc đó. Cái gì? Bạn có nguyên một cái làng ở trong Minecraft luôn hả? Wow, cũng hay đó. Tôi cũng rất là thích âm nhạc. Tôi muốn giao lưu âm nhạc với mọi người đó. Vậy thì tốt quá. Đi theo tôi nào. Nãy giờ vui quá quên mất thời gian luôn. Cảm ơn Rắc đi đã nhắc nhở nha. Không có gì đâu. Thôi được rồi, tôi đi ngủ đây. Bye bye mọi người, bye bye bạn mới nha. Bye bye. Ok bạn Rắc đi. Đi về nhà thôi Pinky ơi. Khoan, 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 khoan. Đã, từ từ.
mọi người Simon đi về nha. Bye bye. Bye bye Simon. Nhưng mà còn tôi thì sao? Thì bạn cũng đi về nhà bạn chứ sao? Nhà tôi hả? Chết rồi. Hình như là tôi lại bị lạc nữa rồi. Hả? Lạc sao? Hồi nãy tôi lo đi theo bạn xong rồi tôi vui quá cái tôi quên mất đường về luôn. Còn giờ tôi chả biết tôi về lại sinh tố bằng đường nào hết trơn á. Ồ, vậy là bạn không thể về nhà hả? Trời, cũng sắp tối rồi. À, thôi được rồi, hay là vào nhà của tôi đi. Đi nè. Nhà của bạn hả? Ủa, nhà của Pinky hả? Thôi được rồi, mình sẽ ở lại cái làng của mấy bạn này một đêm vậy. Đi vào nhà thôi nè, Nabi ơi. À, ok. Ồ, nhà của bạn Pinky nè. Đúng là Pinky luôn á. Cái gì cũng màu hồng hết trơn á. Ủa, nhưng mà sao đây có cái mic vậy? Tại vì đó chính là thứ để tôi tạo ra âm thanh đó. Hả? Mic Pro thì tạo ra âm thanh, đúng rồi. Ê, nhưng mà từ sáng tới giờ tôi cũng thắc mắc là âm thanh của bạn Pinky này là gì á. Ê, bạn có thể cho tôi biết âm thanh của bạn tạo ra như thế nào không? Được thôi, để tôi cho bạn xem nè. Hơi đáng sợ nha mọi người. Ui, cái nhà đây nó cũng có mấy cái vết đỏ đó kìa.
trống giống đất đi nè. À, cũng là trống hả? À, hãy chào bạn nha, tôi tên là Navi. Còn bạn màu xanh dương này tên là Sky. Sky hả? Ồ, hình giống như bầu trời đó. Sao nhìn dễ thương vậy trời? Xin chào, tôi là Sky nè. Tinh, 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 tinh. Ồ, đó là âm thanh của bạn tạo ra hả? Wow, hay đúng vậy. Rồi, cái tiếng như là gõ vô thủy tinh vậy đó. Còn bạn màu tím hả? Ừ, tên là Double. Double là tên gì khó đọc vậy? Tên là Double đó. Double hả? Wow, tên cũng hay quá vậy. Tôi cũng màu tím nè. Hãy cho Double nghe. Hello, bạn giống màu tôi đó. Nhưng tôi là nam đó nha. Tẹp 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 tẹp. Cái giọng bạn nó trầm mà tôi muốn xỉu luôn vậy đó. Cái quả giọng đặc trời ơi, giọng trầm muốn xỉu luôn á. Giọng trầm ấm nha mấy nhỉ. Hình như cái âm thanh đó bạn Double này có thể tạo ra được tiếng kèn đúng không? Tiếng là tiếng đúng kèn vậy. Đó. Đúng vậy. Đúng rồi. Tè 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 tè. Vậy thì đúng hay vậy, quá. Cùng làm một bài nhạc nào? Đi. Ok được rồi, bây giờ tôi sẽ hát bài nhạc có tên là Em Dẫn Đây. Ok, okay. Tôi sẵn sàng rồi. Rồi. Ok, tôi đếm 3, 2, 1 là chúng ta bắt đầu nha. 3, okay. 2, 1, bắt đầu. Trăng nắng hay là mưa rào, sao hôm nay trời xanh quá mây bay lá đà. Ta nhìn nhau khá lâu, anh chim mỉm cười. Lòng anh đang giấu gì anh nói đi. Nhưng sao anh không nói vậy anh ơi. Em biết câu đó rồi sao anh không nói.